chào cô chú anh chị, rất vui khi được gặp lại cô chú anh chị với một video clip mới nha. Ngày hôm nay là 2 tây tháng 1 năm 2024 nha. Cô chú anh chị, chúc cô chú anh chị có một năm mới an khang thịnh vượng nha. Hôm nay là tại Festival Hoa Sa Đéc sẽ diễn ra buổi lễ tri ân tiền nhân và tôn vinh người trồng hoa kiển thành phố Sa Đéc năm 2024 nha cô chú anh chị. Rồi chúc cô chú anh chị có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha. Vào lúc 19 giờ tối nay sẽ diễn ra cái buổi lễ tri ân tiền nhân này nha cô chú anh chị. Lát mình sẽ quay sẽ ghi hình lại cho cô chú anh chị xem nha. Và mình xin cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ mình, đã ủng hộ và xem kênh mình trong thời gian vừa qua nha cô chú anh chị. Okay.
hồi đó cái xóm Trồng Bông là rất giàu đó, à, bây giờ là thuộc khóm Tân Mỹ đó, ở Tổng Trồng Bông đó, à, rồi cho nên từ cái nhu cầu cúng bái dẫn đến cái hình thành cái thị trường mua bán, dẫn đến cái xóm Trồng Bông, rồi nó lan ra, thấy Trồng Bông bán được có hiệu quả, rồi lan ra. Lan ra sớm này sớm kia sớm nọ dài lên tới Sa Nhiên, Cây Dao, Tứ Quyết, rồi nó trở thành một cái vùng giống như là chuyên môn là chuyên trồng về hoa. Mà người ta đi là chinh phục thiên nhiên, người ta bắt gặp những cái giống cây, những cái gốc cây, những cái dáng đứng, những cái thế của cái cây đó nó đẹp, gọi là thế này thế kia thế nọ, không? Rồi đưa về trong sân trồng là cái kiển, rồi kiển là có thêm hoa, cho nên từ màu sắc dẫn đến cái sự xanh, cái màu xanh của lá cây, cho nên nó hội tụ là trở thành hoa kiển, trở thành một cái vùng mà bây giờ người ta gọi là làng hoa kiển Tân Quy Đông. Đồng cách với nhau đó, chia sẻ với nhau những cái gì, những cái bí quyết trồng hoa hoặc là những cái giống trồng hoa mình chia sẻ với nhau để mà nó có một cái sự đa dạng hơn. Kiển Sa Đéc được ổn định và phát triển, tỉnh và thành phố đã xây dựng kế hoạch phát triển ngành hàng hoa kiển tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022-2025. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động các công ty sản xuất kinh doanh hoa kiển, từng bước hoàn thiện và phát triển chuỗi liên kết cung ứng giữa công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hoa kiển Đồng Tháp và các hợp tác xã, hội quán, tổ hợp tác làng hoa kiển Sa Đéc. Cái chuyện mà trồng hoa của mình ở đây nó cũng có cái nét đặc thù so với nhiều nơi khác, đó là trồng hoa trên vàng, còn ở nơi người ta trồng hoa dưới đất, do nên cái điều kiện của mình ở đây nó khác, nó có một cái nét đặc thù, cho nên cái hoa ở Sa Đéc nó là cái văn hoa, mà cái văn hoa ở đây là văn hoa phi vật thể, cho nên cái mong ước của tôi, mà có lẽ cũng là cái mong ước của nhiều người Sa Đéc, đó là làm sao đưa cái làng hoa trở thành di sản văn hóa phi vật thể. Thành phố Sa Đéc tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến quảng bá hình ảnh làng hoa Sa Đéc trên các phương tiện báo đài, tổ chức festival hoa kiển định kỳ, các lễ hội sự kiện văn hóa gắn với lễ hội hoa xuân hàng năm, để hướng đến xây dựng Sa Đéc là thành phố lễ hội, thành phố mang bản sắc hoa. Hoa Sa Đéc thắm tình người, tình đất, người Sa Đéc đắm tình đất, tình hoa. Thầy đang mới đem những cái mâm củ quả ra khúc cổ làng hoa Sa Đéc nha mọi người. Mọi người thấy hai cây đèn cầy dưới cái bàn thờ không? Đang cúng tổ cho cúng tổ làng hoa Sa Đéc á. Kính thưa quý vị, hôm nay tại thành phố Hoa, thành phố học tập toàn cầu, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Sa Đéc
long trọng tổ chức tái hiện lễ tri ân tiền nhân và tôn vinh người trồng hoa kiểng lần thứ tư với tất cả tâm nguyện. Festival hoa kiểng tại địa phương thành công tốt đẹp, bước sang năm 2024 thắng lợi, đón Tết cổ truyền Giáp Thìn vui tươi đầm ấm, nhà nhà người người phát tài phát lộc, Sa Đéc không ngừng phồn vinh văn minh hạnh phúc. Và kính thưa quý vị, đến dự lễ tri ân tiền nhân và tôn vinh người trồng hoa kiểng Sa Đéc lần thứ tư ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý đại biểu khách dự. Về phía lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, xin được trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Công cụ ban tổ chức lễ, tôi xin trình bày đôi nét về đất và người làng hoa. Tài liệu này được ông Nguyễn Nhất Thống, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Sa Đéc phụng soạn. Được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp ký quyết định công nhận làng nghề truyền thống năm 2007. Từ thị xã Sa Đéc, đô thị lâu đời, được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận thành phố Sa Đéc, thành phố hoa năm 2013 và là đô thị loại 2 năm 2018. Năm 2019, tổ chức UNESCO của Liên Hợp Quốc đã vinh danh Sa Đéc là thành phố học tập toàn cầu. Đây chính là nghi thức cúng lễ nha cô chú.
Cũng lễ làng hoa Sa Đéc nha, cái nghề tổ làng á nha mọi người. Việt Nam Quốc Đồng Tháp tỉnh Sa Đéc thành phố. Hôm nay ngày lành tháng tốt, được giờ hoàng đạo, nhị thập nhất nhật, thập nhất nguyệt, quý mão niên. Đảng bộ chính quyền nhân dân Sa Đéc hiệp cùng nhà vườn nghệ nhân người trồng hoa kiển trong ngoài bổn sư tụ hội về đây thành kính tưởng nhớ. Tri ân công đức tiền nhân hữu công, khai mở dung trồng dẫn dắt chất chiêu. Nối nối thế hệ đắp xây làng hoa, đường hoa phố hoa rạng rỡ nơi nơi. Đạo lý ngàn đời cha ông đã dạy, bưng chén cơm đầy uống ly nước mát ấm no hạnh phúc. Hương hoa ngào ngạt cây trái sum suê, nhà cao cửa rộng cháu con thành đạt, đầu làng cuối xóm rộn rã nói cười. Trồng đâu trúng đó, mưa gió thuận hòa. Bà con đang đứng lên để làm lễ nha cô chú. Từ nhà ra phố một đây là ông chủ vườn hồng Tư Tôn nha mọi người. Đó, ông mặc áo dài khăn đóng là chủ vườn hồng Tư Tôn á. Nhớ thở xa xưa cha ông tiên tổ bồi đắp sông xa hiền hòa. Rạch dầu thông lưu xa nhiên tứ quy, ông thung cai dao tân hiệp tân quề tân mỹ sớm hôm, dầm mưa giải nắng cuốc đất khai canh trồng trọt quanh năm, hoa thơm trái ngọt hương sắc tỏa lan. Dũng tinh hào phong cho tặng quanh vùng, nên danh được tiếng. Lam lũ kiểm cần trồng hoa bán bông, lại thêm cây kiển tô thắm quê nhà. Rộn rã sắc xuân chào mời khắp chốn Nam Kỳ
Lục Tĩnh. Trên bến dưới thuyền, chuồng đánh sư người, tiếng tâm gian dỗ. Thời cuộc biển dâu, chiến trình khói lửa, hết tay. Còn đâu nhân tâm ly tan, căm thù quốc hận, diệt giặc cứu nước. Hậu thế dung bồ giảng đạo.
Đại Vinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Còn quý cô chú anh chị ơi, hiện tại bây giờ chương trình lễ tri ân cũng đã kết thúc nha cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị có một đêm xem clip thật là vui vẻ và hạnh phúc nha công vợ, hạnh phúc nha cô chú. Rồi các hân hạnh được gặp lại cô chú trong những clip sau nha. Chúc cô chú vui vẻ. Cô chú thấy hay, thấy hay nhóm múa đẹp thì cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nha cô chú anh chị.